mới bắt được một con thanh càng khá là to luôn mọi người. Đây, xem nè. Hello mọi người, trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog nha. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem mấy anh ở rừng U Minh bắt tôm càng mọi người. Nè, bây giờ mấy anh đang quậy nước cho đục lên để tôm càng nổi lên bắt nè. Mọi người cùng theo dõi nha. Đây nè, tắp đây nè. Đó, tôm càng kéo trước một quận vô đó mọi người. Bên đó coi bộ làm im hơn à, nằm đằng trước à. Lên này anh ơi, bên đó nằm trước nhóc chân kìa.
mới bắt được một con tôm càng khá là to luôn mọi người. Tôm càng khá là to luôn mọi người, mình xem này. Thì con này là nó lột rồi mọi người, giống như mèo à.
không đẹp đó, nó chẹp đó. Mẹ đặt trình gì đó mới lên ông nội ơi.